Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp ông Sao Phan Hà Đào Huy Oan, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng và phu nhân nhân dịp nhận công tác. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng ông Sao Phan Hà Đào Huy Oan đã nhận nhiệm vụ Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ hy vọng nhiệm kỳ công tác của ông sẽ thành công rực rỡ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng có mối quan hệ rất khăng khít với Lào, nên trong thời gian tới sẽ phối hợp tốt với Tổng lãnh sự để triển khai tốt những nhiệm vụ của hai bên. Ông Sao Phan Hà Đào Huy Oan, tân là Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo thành phố vì đã dành thời gian quý báu để tiếp đón. Ông Sao Phan Hà Đào Huy Oan cho biết Đà Nẵng sẽ là đối tác rất quan trọng với Lào, cũng như là anh em láng giềng, nên trên cương vị mới sẽ tiếp tục hỗ trợ chia sẻ với nhau để thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa Lào với thành phố Đà Nẵng.